anh khám mắt á. Hành trình nữa. Dạ. Ăn mở luôn hả? Có quần nó đẹp hả? Dạ. Mua nhiêu cái này mua nhiêu? Dạ vô chính tài chính thôi chứ giờ chạy. Cái này mua nhiêu, cái này mua nhiêu? Dạ. Cái này mua nhiêu? Dạ có 1,5 triệu à. 1,5 triệu hả? Không rồi để mốt anh kiến nghị cơ quan sắm để đây nè. Này cơ quan anh sắm rồi. Chưa. Sắm rồi. Chưa. Mà là... Cắm sắm cái máy quay tay gì không à? Chưa có gắn trên nó. Đi chạy đi đâu chạy chứ hả? Dạ đi tổ tại mộ chứ. À, đi 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 đi. Là cảm ơn anh nhiều quá. À, dạ. Thấy lạ quá anh kia hỏi mua đâu rồi biết kiếm chỗ anh mua. Nhưng mà em thấy cơ quan của anh cũng có cái ừ. Cái của Sony á. Ờ cái cầm tay vậy nè, nó nặng cái mồ luôn, nó gắn lên trên nón rồi nè. Nó mới nhẹ phải không? Dạ. Cảm ơn anh nha. Ăn nói lộ, theo con nó mẹ nghe mà gắn camera vô rồi tụi nó im liền à.